Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn đã quay lại kênh Trực Phi Long Official với chủ đề Nha Nam Mỹ. Hôm nay tôi sẽ nhổ cái giống để cung cấp khách hàng nha các bạn. Các bạn cùng trải nghiệm với mình ha. Đây các bạn. Đây nè. Hãy
Nãy giờ mình nhổ được một số cây này các bạn. Đây là những cây vừa rồi mới nhổ này các bạn. 2 4 6 8 9 lá. Cây này là làm cái giống là đạt đấy các bạn. Mập luôn nè, ú luôn. Đó, ví dụ cây này 2 4 6 8 9 lá mà lá nhỏ các bạn. Cái này cũng đạt rồi, cũng vừa. Vừa. Cái này thì cũng khá khá thôi. 2 4 6 7 8. Cái này thì bị mấy con sâu nó ăn rồi các bạn. Sâu nó cắn chỗ này. Không sao. Cái này. Lật bỏ một lá đi, còn bao nhiêu lá? 2 4 6 8 lá. 8 lá. Hôm nay nhổ 60 cây nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều xem qua một clip ngắn thú vị từ Trực Vĩnh Long Official. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha các bạn. Vâng, xin chào các bạn.